Xin chào mọi người, rất vui được gặp lại mọi người trong video lần này của công ty iCare Việt Nam. Và nội dung video hôm nay sẽ tiếp tục là về vấn đề què liệt trên da cầm. Nếu như ở video trước em đã chia sẻ với mọi người về què liệt trên da cầm có liên quan đến vi khuẩn, tức là liên quan đến bệnh truyền nhiễm, thì trong video hôm nay em sẽ chia sẻ với mọi người về què liệt trên da cầm không què liệt không truyền nhiễm. Mời mọi người cùng xem video nhé. Thì những cái dạng què liệt không truyền nhiễm thường gặp ở trên da cầm thì nó sẽ là 4 dạng. Đầu tiên là dị tật xương chân, thứ hai là bệnh về cột sống, thứ ba là rối loạn phát triển sụn hay còn gọi là loạn sản sụn, và thứ tư đó là còi xương. Đầu tiên về rối loạn xương chân thì dị tật xương chân thì thường là cái chân của con gà, cái xương chày, xương đùi hay là cái xương cổ chân nó bị vẹo ra ngoài hoặc là vẹo vào trong, mà thường thì gặp vẹo ra ngoài nhiều hơn, hoặc là cái xương chân nó bị kiềng, bị cong, làm cho gà chân của gà bị cong, khó di chuyển, mà nếu như cả hai chân đều bị vẹo thì nó không thể đi đứng được luôn. Và thường sẽ gặp ở trên gà trống nhiều hơn là gà mái. Và cái nguyên nhân mà dẫn đến dị tật xương chân thì chưa được biết rõ, nhưng mà người ta thấy được có một cái mối liên quan giữa cái việc còi xương và loạn sản sụn lúc nhỏ. Những con gà mà bị còi xương và loạn sản sụn lúc nhỏ thì lớn lên cái tỷ lệ nó bị dị tật xương chân nhiều hơn. Và cái dạng bệnh què liệt không truyền nhiễm thứ hai đó là các cái bệnh về cột sống. Và cái bệnh về cột sống thường gặp nhất đó là trượt đốt sống lưng, tức là có một cái đốt sống mà thường đó là cái đốt sống đốt sống lưng tự do T4. Thông thường thì những cái đốt sống nó sẽ khớp với nhau như thế này, nhưng mà cái đốt sống đó nó bị xoay, nó vị trí của nó không có bình thường mà nó xoay như vậy, cho nên là nó làm chèn ép cái dây thần kinh và tủy sống, làm cho gà không thể điều khiển được nửa thân người sau của nó, thậm chí là nó bị liệt. Và cái biểu hiện thường gặp đó là gà nó ngồi trên cái nhượng chân hoặc là ngồi trên đuôi và hai cái chân bẹt ra, hoặc là không có thể đứng vững được. Và thường cái độ tuổi biểu hiện triệu chứng rõ nhất đó là khoảng từ 2 đến 8 tuần tuổi. Những cái độ tuổi lớn rồi lớn rồi mới phát hiện được bệnh, mà phát hiện là phải loại rồi, tại vì lúc này nó bị liệt rồi, không thể đi đứng hoặc là ăn uống được nữa. Mà thường thì cái này sẽ bị gà mái nhiều hơn là gà trống. Và cái dạng què liệt không truyền nhiễm thứ ba đó là loạn sản sụn, tức là ở những cái đầu xương dài như là xương chày, xương đùi thì thường có những cái đĩa sụn phát triển, nó giúp cho xương dài ra, nhưng mà những cái đĩa sụn này nó không được các mạch máu thâm nhập vào để mà nuôi dưỡng, cho nên nó bị cứng và nó bị dày lên mà nó không có cốt hóa thành xương, làm cho những cái khớp của con gà bị mở rộng ra. Và thường á, cái bệnh loạn sản sụn á, thì gà nó không có biểu hiện rõ lắm, nhưng mà chỉ cái khớp bị to ra, với lại là gà nó không có đi đứng được bình thường, nó phải miễn cưỡng đi đứng, nó cố gắng đi đứng bởi vì nó rất là đau. Và thường cái loạn sản sụn này có thường gặp cả trên gà vịt và gà tây. Và cái dạng bệnh què liệt không truyền nhiễm thứ tư đó là còi xương, thì đây là kết quả của cái sự rối loạn sản sụn, sự cốt hóa sụn không bình thường và sự khoáng hóa xương không bình thường. Thì như mọi người cũng biết, cốt hóa sụn và khoáng hóa xương á, thì nó làm cho xương dài ra và to ra, và mà những cái quá trình này nó không có bình thường, cho nên làm những cái xương nó phát triển nó ngắn lại. Thường gặp là ở những cái đoạn xương dài như là xương đùi và xương chày, xương cổ chân, thay vì nó thẳng và nó dài thì nó lại bị ngắn lại, nó cong hoặc là nó xoắn luôn. Thậm chí là rất là dễ gãy, làm cho con gà, con vịt nó đi đứng khó khăn, đứng không vững, hoặc là nó hạn chế đi lại, ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của gà. Mà những cái bệnh què liệt không truyền nhiễm á, thường đến 30 ngày tuổi hoặc là những cái độ tuổi lớn lớn rồi nó mới thể hiện ra rõ. Mà khi mà phát hiện rồi thì chúng ta không thể chữa trị được nữa, mà chúng ta phải loại đi. Mà những cái thiệt hại mà người chăn nuôi phải chịu á, không chỉ là những con gà con vịt bị loại đi, mà còn những cái tiêu tốn, những cái chi phí để nuôi nó cho đến lúc cái thời điểm bị loại gần xuất bán rồi, 28-30 ngày tuổi rồi mà phải bị loại thì tổn thất rất là nhiều.
Cho nên là cần phải có những cái biện pháp hiệu quả để mà giảm thiểu cái bệnh què liệt không truyền nhiễm này. Mà thường cái nguyên nhân mà dẫn đến què liệt không truyền nhiễm thì nó sẽ liên quan đến hai vấn đề. Đầu tiên đó là về di truyền và thứ hai là vấn đề dinh dưỡng. Nếu như những nguyên nhân liên quan đến vấn đề di truyền á, thì chúng ta sẽ sử dụng cái biện pháp chọn lọc đàn giống, tức là chọn lọc đàn ông bà và bố mẹ làm sao cho nó không bị què liệt thì sẽ giảm được tỷ lệ bệnh què liệt ở trên gia cầm, trên đàn gà con. Còn những nguyên nhân mà liên quan đến dinh dưỡng thì chúng ta sẽ sử dụng những biện pháp cân đối khẩu phần, cân bằng dinh dưỡng, cân đối dinh dưỡng để mà phòng tránh. Và những cái điểm trong cân đối khẩu phần mọi người nên chú ý đó là cái tỷ lệ canxi và phốt pho phải được cân đối, bởi vì canxi và phốt pho rất cần thiết trong quá trình hình thành và phát triển bình thường của xương. Đồng thời thì mọi người phải chú ý đến những cái nguyên liệu làm tăng độ đệm của thức ăn để mà đảm bảo được cái tỷ lệ axit và bazơ của khẩu phần được cân đối, để mà nó không ảnh hưởng đến cái sự hấp thu các cái khoáng chất và không có ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường của xương. Và cần thiết bổ sung những cái khoáng vi lượng thiết yếu như là đồng, kẽm, mangan và những cái vitamin thiết yếu như là choline, biotin, vitamin B6, vitamin B9 để đảm bảo cung cấp đầy đủ cái nhu cầu cho sự phát triển bình thường của khung xương của gà và vịt. Và anh chị có thể tham khảo cái sản phẩm Ecobond. Đây là sản phẩm chứa hầu hết những cái khoáng vi lượng thiết yếu và những cái vitamin cần thiết cho sự phát triển xương bình thường của gia cầm. Và Ecobond còn có ở hai dạng, đó là cái dạng bổ sung vào nước và cái dạng bổ sung vào thức ăn. Và ngoài ra thì anh chị cần chú ý đến cái chất lượng của nguyên liệu, tức là phải đảm bảo nguyên liệu không bị nhiễm mốc, bởi vì một số độc tố nấm mốc nó làm ảnh hưởng đến, nó làm rối loạn sự phát triển của sụn và xương. Mọi người cũng phải chú ý đến quá trình sử dụng thuốc. Một số thuốc nó có những cái hoạt chất độc hại đến có hại đến bộ xương và sụn của gà, như là những cái thuốc diệt nấm có hoạt chất là dithiocarbamate và một số thuốc chống cầu trùng nhóm Inofor như là salinomycin. Thì nếu như sử dụng trong một thời gian dài, nó sẽ làm có hại đến sự phát triển của sụn và xương của gia cầm. Và do đó cần có những cái chương trình luân phiên sử dụng thuốc để không có tiếp xúc với những thuốc này trong thời gian dài. Và cảm ơn mọi người. Video của em đến đây là hết rồi. Hy vọng những thông tin ngắn gọn vừa rồi có thể hữu ích cho mọi người. Và nếu như anh chị và các bạn quan tâm đến vấn đề này và muốn tìm hiểu chi tiết hơn thì mọi người có thể để lại email ở bên dưới phần bình luận. Em sẽ gửi cái bản tiếng Anh đầy đủ hơn cho mọi người để mọi người tham khảo chi tiết hơn. Và cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.